Liên minh vì dân chủ cho Việt Nam, một mạng lưới các nhóm tranh đấu vì dân chủ cho Việt Nam tại hải ngoại và trong nước, hôm 22 tháng 3 ra thông cáo trên trang Ice Press Wine nói rằng một nhóm các cựu binh Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ là thành viên của liên minh đã âm thầm đến thăm Nghĩa trang quốc gia Seoul hôm 17 tháng 3 để tưởng niệm binh sĩ Hàn Quốc tử trận trong chiến tranh Việt Nam, ở thời điểm đã được 50 năm kể từ khi binh sĩ Hàn Quốc rời khỏi Việt Nam Cộng Hòa, cũng thường gọi là Nam Việt Nam. Nhóm đã viếng mộ của 5.099 người lính đã ngã xuống, những người đã chết để bảo vệ chính nghĩa tự do ở một nước ngoài. Liên minh cho biết với sự giúp đỡ của những viên quản trang, nhóm đã đặt hoa và thực hiện nghi lễ trang trọng. Họ đứng nghiêm trong gió lạnh, biết ơn và tưởng nhớ những đồng đội trước đây, mà sự phục vụ của những người đó được đánh giá là rất thiết yếu trong việc ngăn chặn làn sóng cộng sản ở châu Á, thông cáo viết. Liên minh vì dân chủ cho Việt Nam nói, tuy không thành công ở Việt Nam vì Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản vào năm 1975, nhưng việc này đã mang lại cho phần còn lại của châu Á đủ thời gian để trở thành những nền kinh tế vững mạnh và các xã hội dân chủ. Binh sĩ Hàn Quốc nằm trong số các quân nhân nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1964 và trong số những người ngoại binh cuối cùng rời đi gần 10 năm sau. Nhóm thành viên của Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam cũng đã thăm đài tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc nhân dịp 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc. Tại đó, nhóm bày tỏ lòng trân trọng sự hy sinh cao cả và tinh thần bất khuất của nhân dân Hàn Quốc. Bộ Nội vụ Vương quốc Anh vừa phát động một chiến dịch truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp Việt Nam ngày một tăng tìm cách vào nước này bằng đường biển trên các con thuyền nhỏ. Chiến dịch bắt đầu hôm 25 tháng 3 bằng cách sử dụng quảng cáo trên Facebook và YouTube để cảnh báo cho những người ở Việt Nam có thể đang cân nhắc thực hiện các chuyến đi bất hợp pháp đến Anh, theo một thông báo được đưa ra cùng ngày trên trang web của chính phủ Anh. Bộ Nội vụ Anh nói rằng ngày càng có nhiều người Việt Nam di cư bất hợp pháp đến Anh bằng thuyền nhỏ và quốc gia Đông Nam Á này nằm trong số 10 nước hàng đầu có nhiều người di cư vượt eo biển Manche vào Anh một cách phi pháp. Các quảng cáo sẽ được viết bằng tiếng Việt và có lời khai của những người đã bị các băng nhóm buôn lậu người lừa đảo. Bộ Nội vụ Anh nói rằng chiến dịch ở Việt Nam được phát động sau hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội thành công ở Albany vào năm ngoái, góp phần giảm 90% số lượng thuyền nhỏ chở người di cư từ Albany. Anh được xem là một trong những điểm đến chính của nạn nhân buôn người Việt Nam và cũng là nơi 39 người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Việt Nam bị phát hiện chết trong một xe tải đông lạnh hồi tháng 10 năm 2019. Các quảng cáo mới được Bộ Nội vụ Anh tung ra sẽ vạch trần những thông tin do các băng đảng tội phạm lan truyền và cho thấy những người thực hiện cuộc hành trình có nguy cơ mắc nợ và bị lợi dụng bởi các băng nhóm buôn lậu người, những kẻ kiếm lợi từ việc tạo điều kiện cho các thuyền nhỏ vượt biển đến Anh. Chiến dịch cũng sẽ cảnh báo người di cư Việt Nam về thực tế cuộc sống bất hợp pháp ở Anh, không có quyền và không được tiếp cận các dịch vụ công hay nguồn tài trợ ở Anh, thông qua những lời khai thực sự từ những người hối hận vì đã đến Anh bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng cho biết rằng đây là một chiến dịch mạnh mẽ chứng minh một cách trực tiếp rằng cuộc sống của những người đến Anh bất hợp pháp khác xa với những lời dối trá mà các băng đảng bên kia eo biển Manche nói với họ. Ngoại trưởng Trung Quốc và lãnh đạo đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định hai nước sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao và đẩy mạnh trao đổi về kinh nghiệm điều hành hai đảng, hai nước. Tân Hoa Xã dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi tiếp Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tại Bắc Kinh hôm 22 tháng 3, nói rằng hai bên nên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng nhau xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai. Trong khi đó, ông Trung đề nghị hai bên cùng nỗ lực thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trên các lĩnh vực, theo báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, ông Trung cũng có cuộc gặp với ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trung nói rằng phía Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa. Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Trung là cuộc gặp thường niên giữa hai trưởng ban đối ngoại Trung ương hai đảng, có mục đích nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, trao đổi ý kiến về việc tham mưu với Trung ương hai đảng trong việc tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác trên kinh đảng, phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.